Có lẽ nó cũng muốn vào lúc đó lựa chọn cừu ở đây các vị nhân loại một chút ký khế ước. Mà một khi thú thần ngã xuống như vậy, hồn thú thế giới cũng đem một lần nữa đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn tốt người nối nghiệp, nhưng lại cũng không phải là Phỉ Thúy Thiên Nga, bởi vì Bích Cơ tiền bối lại không lâu sau đó cũng đem phải đối mặt với nàng lần này độ kiếp. Không có thần thú, cơ hồ là khả năng khẳng định nàng rất có thể sẽ ngã xuống, cho nên có lẽ nàng cũng thế là lựa chọn trở thành hồn linh. Nhưng cái này đều là tại thú thần độ kiếp thất bại tình huống phía dưới. Nếu như thú thần thành công, nói không chừng cũng có thể giúp cho nàng độ kiếp thành công, vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cờ sao? Đây chính là tu vi vượt qua 60 vạn năm. Sớm tại mấy cái thời đại trước đó liền đã uy chấn thiên hạ, thập đại hùng thú một trong, bài danh đệ tứ, gần với thú thần đế thiên Tà Quân cùng với Tuyết Đế. Tà Quân cùng với Tuyết Đế cũng sớm đã không còn nữa, bọn hắn mất tích đều đã cùng với truyền linh tháp người sáng lập linh bằng đấu làng Hoắc Phú Hạo có quan hệ. Trong truyền thuyết, Tà Quân trở thành Hoắc Phú Hạo hồn hoàn một trong, mà Tuyết Đế thì là ban đầu sáng tạo ra hồn linh tồn tại. Linh băng đấu la dựa vào thành danh hai lớp hồn linh chính là Tuyết Đế cùng với Băng Đế. Băng Đế là lúc ấy bài danh thứ 7 hùng thú, Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Lam Hiền Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía cửa Lam Mộng Cầm thời điểm, thấy chính là ở nơi đó dùng sức chút đầu, không ngừng gật đầu tiểu cô nương này, nàng cái kia một mặt phấn khởi bộ sáng hiển nhiên là nguyện ý không thể là nguyện ý. Lam Hiền Vũ lúc này có chút nghi hoặc nhìn nàng rồi nói, có thể là Phỉ Thúy Thiên Nga của mấy người chưa chắc phù hợp. Lam Mộng Cầm mắt to sáng lên rồi nói, phù hợp, làm sao không phù hợp, đây chính là vượt qua 60 vạn năm tu vi, lại không phù hợp, cũng so với bình thường hồn linh cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, 10 vạn năm trở lên, có thể là màu vàng cam hồn hoàn. Ồ, liền cái này ta liền ưa thích cái này. Xem ánh mắt của nàng bên trong cũng bắt đầu muốn bốc lên trên tiểu tinh linh. Lam Hiền Vũ lúc này đều có một chút hoài nghi, cô nương này có phải hay không là bị tiểu mập mạp tạm thời phụ thể cho. Kim Cước Long nói, thích hợp, bay lượn loại hồn thú cùng với lục địa hồn thú khác biệt. Lục địa hồn thú tổ tiên của chúng lại phong phú, cường đại nhất đương nhiên chính là Long tộc, nhưng hết thảy bay lượn loại hồn thú tổ tiên, cơ hồ đều chính là nhất định Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng là Bách Điều Chi Vương, cho nên mới có Bách Điều Hướng Phượng nói. Dùng Bích Cơ tiền bối tu vi, tự thân huyết mạch bên trong của với Phượng Hoàng khí tức khẳng định cũng sớm đã phóng thích ra ngoài, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng nàng là Phỉ Thúy Phượng Hoàng cũng không có gì sai. Chân chính Phượng Hoàng cũng sớm đã mất tích. Ta dám nói, Bích Cơ tiền bối huyết mạch là tiếp cận nhất Trần Phượng, còn có phần huyết mạch chi lực lượng, mặt khác đều không quá quan trọng đi. Lam Hiền Vũ lúc này lướt sướng lực miếng, hắn phát hiện ra, chính mình cũng bắt đầu có một chút hâm mộ Lam Mộng Cầm. Cái này nếu chính là thật sự cũng có một vị 60 vạn năm tu vi hồn thú đại năng dung hợp, cơ hồ là có khả năng khẳng định tương lai Mộng Cầm tất thành thần. Có thể là Bích Cơ tiền bối sẽ nguyện ý sao? Ở thời điểm này, đầu não còn hoàn toàn giữ vững tỉnh táo, giống như cũng chỉ có đống thiên thu. Nghe nàng cầu nói này, Lam Hiền Vũ cùng với Lam Mộng Cầm cái này mới tỉnh ngộ lại, nhìn phía xa xa cùng vài vị nhân loại lớn có thể đứng chung một chỗ Phỉ Thúy Thiên Nga. Vì này địa vị có thể nghĩ coi như là đứng trước vô phương độ kiếp một mối nguy, nàng có khả năng lựa chọn cũng quá nhiều. Vì cái gì liền nhất định sẽ lựa chọn Mộng Cầm đây? Kim Cước Long nhảy nhảy mát, có cái tiểu đẻ nha, một cái là thú thần độ kiếp không thành công mới có thể nhường Bích Cơ tiền bối cân nhắc trở thành hồn linh, một cái khác chính là tôn chủ người đó, thú thần đã biết ngày đã tới, nếu có thú thần tán thành, Bích Cơ tiền bối có lẽ vẫn là sẽ nghe thú thần. Lam Hiền Vũ nói, ta đây là như thế nào cùng với thú thần tiền bối câu thông? Kim Cước Long nói, muốn chờ độ kiếp đại điểm thời điểm, cụ thể làm sao câu thông ta cũng không biết, xem thú thần đi, nhưng mà ta cảm thấy thú thần nhất định sẽ cùng với ngày câu thông. Ừ, Lam Hiền Vũ lúc này gật gật đầu, một bên Lam Mộng Cầm lúc này đã xao động không được, một đôi mắt to nhìn phía phát xa Phỉ Thúy Thiên Nga, tất cả đều là lấp lánh tiểu tinh linh. Theo thời gian trôi qua, trở về người bắt đầu càng ngày càng nhiều, có một ít thu hoạch, nhưng càng nhiều hơn nữa chính là không có bị hồn thú chọn chúng. Xác suất thành công tương đương thấp, nhìn qua tối đa cũng liền là 10% dáng vẻ. Trên thực tế, ban đầu xác suất thành công không lên thấp như vậy, có thể là cực kỳ cường đại hồn thú trước đó đều chạy đến Lam Hiền Vũ bọn hắn bên kia đi. Cứ kéo dài tình huống như vậy, thế lực khác được tuyển chọn khả năng tự nhiên cũng là thấp hơn rất nhiều. Làm đường môn chiến thần điện truyền linh tháp bọn họ trở lên trên điểm xuất phát, nhìn phía xa xa học viện sử lẽ khác bên này đen nghịt ra một đám hồn thú, cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn.
Đừng nói là bọn hắn, coi như là học viện sử lai khác lúc này, nội viện các đệ tử trở về, thấy cảnh này cũng không nhịn được mà giật mình không ngậm miệng. Nhất định là phải nói cho dù đúng, chính là học viện sử lai khác nội viện đệ tử tuyệt đối là hôm nay tới đây thu hoạch được hồn linh hồn sơ bên trong, thực lực tổng hợp tối cường cũng nhất là có tiềm năng, cho nên xác suất thành công cũng là cao nhất. Có thể nói là như vậy, cũng chính là 40% tả hữu xác suất thành công, vẫn là có hơn phần nửa người không có bị hồn thú chọn chúng. Có thể nhìn lại một chút người ta ngoại viện năm nhất, cái này đều tình huống như thế nào, 80% không, 90% mới đúng, mà lại bỗng nhiên nhìn lại, giống như mỗi người bên người đều có hồn linh. Trời ạ, đó là cái gì? Không lù như vậy thụ giá, cái kia là vạn năm cấp độ kim cực long, trên bầu trời lại cái kia chim làm sao cũng không nhận ra. Một con kia chỉ mạnh mẽ hồn thú phục tại năm nhất các học viên bên người. Rất nhiều thoạt nhìn tới căn bản đã không phải là gần đất xa trời nhất định phải trở thành hồn linh tồn tại. Trong lúc nhất thời, học viện sử lai khắc ngoại viện năm nhất đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Uông Thiên Vũ lúc này mặc dù cũng không biết vì sao lại phát sinh ra tình huống như vậy, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn tốt đẹp. Nhìn xem đường môn chuyển linh tháp chiến thần điện cùng với hồn thú hợp thể lại lực lượng, mang về còn 2-3 con, nhìn lại mình một chút bên này. Binh hùng tướng mạnh, hắn bình thường hết sức là nghiêm túc, khuôn mặt lúc này cũng đã tràn đầy ý cười. Cái kia dáng vẻ đắc ý đã không cần nói, tất cả đều ở trên mặt. Làm bằng lãnh xương lúc này mắt thấy phía trên mình các đệ tử mang về hồn thú hết thảy chỉ có 4 vị thời điểm, cuối cùng nhịn không được hướng về Phỉ Thúy Thiên Nga nói: "Bích cơ tiền đối, đây có phải hay không có cái gì đó chuyện không công mình phát sinh? Vì cái gì chúng ta bị lựa chọn ít như vậy, mà sự lại khác nhiều như vậy? Liệu là bọn hắn độ viện còn chưa tính, bọn hắn cái này ngoại viện đệ tử chẳng lẽ không phải tớ đi đánh xì dầu, làm sao lại chọn chúng xác suất cao như vậy? Mà lại có một chuyên vị giống như còn không cần thiếu trở thành hồn linh nữa." Bích cơ vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía năm nhất bên kia nhìn thoáng qua rồi nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. An nhạc viên, ta chúng ta hồn thú thế giới bên trong là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đừng nói là ta, coi như là thú thần cũng không có tả hữu an nhạc viên năng lực. Đây là chúng ta cuối cùng nơi quỳ tụ. Cho dù có cơ duyên, cũng là bọn hắn đụng phải cơ duyên. Đây đối với mỗi người tôi nói đều là giống nhau." Bạch Lăng Xương lông mày nhíu chặt. Có thể là tình huống cái này cũng quá đặc thù đi. Bích cơ biểu lộ lúc này cũng có một chút cổ quái. Nàng là thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy là miền vũ bọn hắn tình huống bên kia. So với ở đây những nhân loại này, nàng mới là kinh ngạc nhất một cái có được hay không. Cái khác hồn thú còn chưa tính, làm sao âm dương hỗn độn điểu cũng xa tới rồi. Phải biết rằng âm dương hỗn độn điểu thậm chí quan hệ đến hồn thú thế giới âm dương hòa hợp. Cho tới bây giờ, đây chỉ là có một vị, càng là thú thần dùng phương pháp đặc thù, thiên tân vạn khổ mới một lần nữa đản sinh ra. Vì cái này âm dương hỗn độn điểu lúc trước mới là được một viên khác hồn thú tinh cầu các đại năng trùng nhau tới trợ trận. Vì chính là tại thú thần khả năng về sau, nhường một đời mới thú thần có thể tốt hơn quản lý hồn thú thế giới, nhưng hồn thú thế giới bảo trì ổn định lại cũng mạnh mẽ hơn. Có thể là trước mắt cái này tính chuyện gì xảy ra, âm dương hỗn độn điều không biết lúc nào, thế mà tới an nhạc viên, hơn nữa còn tuyển ra các nhân loại, muốn trở thành nhân loại hồn linh, chuyện này năng đều không làm được, nhất định là phải hướng về thú thần xin chỉ thị mới được. Âm dương hỗn độn điều tuyệt đối là không được cho phép trở thành hồn linh trọng yếu hồn thú một trong, là một đời mới thập đại hùng thú người nối nghiệp một trong, tương lai chắc chắn đột phá 10 vạn năm tu vi, mà lại sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nàng làm sao biết, đừng nói là âm dương hỗn độn điều, những cái kia mới mười mấy tuổi lũ tiểu gia hỏa thậm chí đều nắm chủ ý đáng tới nàng bên trên người. Cuối cùng tất cả mọi người trở về, nhìn xem các phe không công bằng, ngoại trừ Uông Thiên Vũ đắc chí xa vừa lòng bên ngoài, biểu tình của những người khác đều có một chút khó coi. Liên cùng với Uông Thiên Vũ quan hệ rất tốt chính là Đường Miểu, lúc này đều là mặt cười khổ. Đường môn tu hoạch cũng không có gì đặc biệt, so với chuyển linh tháp nhiều ra một vị hồn thú tán thành mà thôi. Lớp trưởng, chúng ta dạng này có phải hay không là quá trói mắt? Đinh Trác Hàm lúc này thấp giọng tại Lam Hiền Vũ bên người nói ra. Lam Hiền Vũ nói, làm sao vậy? Đinh Trác Hàm nhìn một chút chung quanh những cái kia không có quá thiện ý tầm mắt. Ngươi nói bọn hắn về sau có thể hay không trả đũa chúng ta? Lam Hiền Vũ thoải mái nhàn nhã mà nói, vậy cũng không muốn bọn hắn nhận biết chúng ta mới được. Chúng ta trung bình tuổi tác 13 tuổi, mấy năm sau mọi người liền lớn lên, bộ dáng liền biến. Đinh Trác Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, thế này cũng được.
La Minh Vũ nhìn xem hắn nháy mắt. Này không được sao? Đinh Trác Hàm ngơ ngác nhìn hắn. Lớp trưởng đại nhân, ta cảm thấy người nói rất là có đạo lý. Vô phương phản bác. La Minh Vũ lúc này vật vật tay, xếp thành hàng, không muốn yếu đi chúng ta nằm nhất ủy phong. Đúng vậy, nằm nhất đúng là hết sức ủy phong. Mặc dù là cáo mượn ngoài hùng, vẫn như trước là toàn trường tốt nhất. Bích Cơ tiền bối, có hay không có thể chuẩn bị bắt đầu chủ trì dung hợp nghi thức rồi? Uông Thiên Vũ lúc này cười híp mắt hướng về vị Thúy Thiên Nga hỏi. 10 vạn, nhất là 10 năm gần đây cộng lại, giống như cũng không có ngày hôm nay. Qua số nhiều lần nhiều như vậy, nếu không phải là vì cùng với những phe khác bảo trì một điểm cơ bản hữu nghị, hắn đều là muốn nhịn không được mà cười ha ha.